À, về luật pháp nói chung á, thì việc đi qua Úc đi du học là một nguyện vọng chính đáng và nước Úc cũng rất mong mỏi có nhiều du học sinh. Nhưng vì mặt quản lý, cơ chế quản lý nhà nước về luật lý xuất nhập cảnh của các quốc gia thì sẽ đưa ra các hạn chế cho cái việc các bạn thực hiện cái nguyện vọng đó. Ví dụ các bạn muốn đi du học nhưng mà chúng ta còn có những cái mục đích ở phía sau nó nữa, hoặc là hoàn cảnh kinh tế, tài chính của chúng ta không phải lúc nào cũng đầy đủ để chúng ta có thể chứng minh được cái năng lực tài chính để chúng ta có khả năng trả tiền học phí, rồi chúng ta chứng minh được rằng sau khi học xong chúng ta sẽ quay về, chúng ta phục vụ cho quê hương nước Việt của chúng ta chẳng hạn. Thì trong cái luật của visa về di trú thì nó có đưa ra những quy định về chứng minh đường quay về, chứng minh năng lực tài chính và khả năng học hành của các bạn nữa. Cho dù muốn được không thì các bạn muốn xin được cái khóa học thì nó dễ, nhưng mà để xin được cái visa thì nó khó. Và trong thời điểm hiện tại, nước Úc xếp Việt Nam vào cái level 1, nghĩa là những cái quốc gia mà được ưu tiên xét visa gần như gọi là miễn chứng minh tài chính. Nhưng mà cái điều kiện cơ bản nhất khi người ta xét visa, nó không nằm ở cái yếu tố gọi là chứng minh tài chính đó, mà nó sẽ xét yếu tố đường quay về. Các bạn sẽ thấy một cái thuật ngữ người ta hay dùng gọi là GTE, Genuine Temporary Entry. Ví dụ bạn làm một cái visa đi bất cứ cái chương trình nào của nước Úc ngoại trừ cái chương trình định cư, hoặc là visa tạm trú, các bạn đều phải chứng minh được rằng chúng ta sẽ quay về, thì đó là thỏa mãn cái điều kiện của GTE. Và GTE chứng minh bằng cách nào? Người ta sẽ hỏi về mục đích du học thật sự, hỏi về năng lực tài chính, hỏi về bạn nghĩ rằng khóa học đó nó mang lại lợi ích như thế nào, nó cũng nằm trong mục đích du học thật sự. Vậy thì có hai cái yếu tố căn bản thôi: mục đích du học thật sự và đường quay về. Mục đích du học thật sự nó sẽ bao phủ cả cái đường quay về nữa. Tại vì nếu như mình nói rằng là mình thực sự muốn đi học rồi về Việt Nam một đất nước hay phục vụ công việc kinh doanh gia đình hay gì đó, thì các bạn phải thuyết phục rằng là công việc của các bạn ở Việt Nam rất là đang ổn, đang có thu nhập tốt, gia cảnh các bạn tốt và các bạn có những cái nền tảng căn bản để có thể đi học tốt ở nước Úc. Nền tảng căn bản đó là cái gì? Bằng cấp chuyên môn nè, khả năng ngoại ngữ nè, những cái gì thuộc về năng lực ngoại ngữ, bằng cấp chuyên môn, kể cả cái cơ hội việc làm của các bạn ở Việt Nam nữa, người ta sẽ đánh giá tới cái chuyện là mục tiêu du học thật sự. Nếu như bạn không thuyết phục rằng chúng ta có đầy đủ những cái nền tảng yếu tố đó mà bạn nói rằng là tôi muốn đi du học xong tôi quay về, không có tin đâu, họ lấy gì mà tin. Vậy thì chị đang nói về cái chuyện là tại sao luật visa của nước Úc, luật về xuất nhập cảnh của nước Úc, gọi là luật về di trú Úc đi, cách chung chung thì nó là luật di trú Úc. Mà khi mình nói về luật di trú Úc thì nó xem xét tới cái yếu tố về nhân thân của con người Việt Nam, xem xét tới yếu tố về hoàn cảnh kinh tế, khả năng ngoại ngữ, trình độ học vấn. Những cái yếu tố đó là những yếu tố quyết định cho việc cấp visa. Nếu như các bạn còn ở Việt Nam thì người ta sẽ xem hết tất cả cái yếu tố này khi các bạn nộp visa đi du học. Cho dù bạn nói rằng là nhiều công ty du học chào tôi rằng là không có chứng minh tài chính gì hết á, chị chỉ nói là có một số tiết kiệm trị giá 1 tỷ thôi và một cái học bạ nộp vô là họ làm hết mọi thứ trên trời đất cho mình để mình đi du học. Nhưng mà câu chuyện cái phía sau đó là họ bù chú tùm lum thứ trong đó mà có thể là họ làm giả chứng từ mà sau này các bạn không có chứng minh được cái công việc của bạn nữa. Ví dụ người ta phải bổ sung cho bạn một số giấy tờ về thu nhập, người ta phải bổ sung cho bạn một số giấy tờ về sở hữu tài sản, hoặc là một số giấy tờ liên quan vấn đề tài chính của người thân để giúp cho các bạn vượt qua cái visa. Họ không nói với bạn, hoặc họ nếu như họ có nói thì họ sẽ thu phí từng rất nhiều. Họ mà làm giả chứng từ cho bạn được để bạn qua đây thì họ được lợi và bạn cũng được lợi, hai bên đều vui vẻ. Có nhiều người nói mình chứ em đóng cho người ta 30 triệu họ làm hết, em không biết cái gì hết trơn, trời ạ, rồi em có visa qua đây thôi. Nhưng các bạn không biết cái hệ lụy phía sau là những cái chứng từ giấy tờ đó, nếu như sau này các bạn nộp visa ở giai đoạn sau, chuyển đổi visa này kia, các bạn khai không khớp với nhau, không khớp với những thông tin mà các cơ quan công ty du học trước đó đã làm á, thì sẽ ảnh hưởng cho các bạn. Như vậy thì chị nói lại cái chuyện cái việc làm visa du học ở Việt Nam là khó khăn, đúng không? Hồi nãy chị nói tối lui chung quy nó chỉ là làm visa du học ở Việt Nam để ra nước ngoài đi học nói chung, và đặc biệt là du học Úc nói riêng là khó. Nếu như các bạn đang ở tại Việt Nam và nộp visa du học, nó có những cái giấy tờ chứng từ mà các bạn cần phải cung cấp, mà nếu như bạn không cung cấp được thì công ty du học nó phải làm thư giải trình hoặc nó bổ sung thêm cho các bạn để các bạn đậu được visa. Tuy nhiên, nếu như các bạn có khả năng làm được visa đi qua Úc, đi du lịch, thì cái việc mà các bạn nộp visa được đậu visa qua Úc đó, nó giảm bớt phần nào vấn đề chứng minh tài chính cho các bạn. Tại vì cơ quan lãnh sự bây giờ, đại sứ quán Việt Nam bây giờ, người ta xét visa du lịch, người ta dựa vào năng lực tài chính của các bạn để họ cấp visa. Họ cũng dựa vào cái đường quay về của các bạn, nó gọi là cái GTE của các bạn là có đó. Nếu bạn thuyết phục nhân viên lãnh sự là họ cấp visa cho bạn du lịch, nghĩa là đồng nghĩa với chuyện là thứ nhất bạn phải có tiền, cái thứ hai là bạn sẽ chứng minh đường quay về của mình rồi. Cho nên khi các bạn qua đây các bạn làm một sơ du học thì cái nhân viên bộ di trú Úc, những nhân viên key officer của immigration, họ sẽ làm cái chuyện là xét sơ bộ, xét rất là đơn giản thôi,
để cấp visa cho các bạn. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác, nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.